Welcome back to my channel, Lubu Live Vlogs. Hello bạn. Nhảy như muốn đi. Anh hai bây giờ sáng tập thể dục. Tập đi, làm gì hả? Chỉ mệt hả? Và ăn sáng đi các bạn. Cái này là mình mua ở siêu thị, cái này là cái đồ làm sẵn á. Làm sẵn xong rồi cái bỏ tủ lạnh cho nó lạnh lên rồi bắt đầu mình ăn. Đây. Mà hồi tối bỏ cái ngăn đá, bây giờ phải lấy ra. Mà không biết bây giờ nó tan ra chưa nữa. Cái này là xuất xứ từ Trung Quốc. Trung Quốc. Wow, đây các bạn. Đậu đồ à. Đậu đỏ nè, đậu xanh nè. Rồi gì ta? Lúa mạch nè, rất là ngon. Cái này nó vị ngọt các bạn. Đâu chứ đây. Ngũ cốc ngọt ăn liền. Mix. Sản xuất. Taiwan các bạn chứ không phải Đài Loan. Không phải Trung Quốc. Là ở gì quên rồi. Taiwan là Đài Loan. Đài Loan các bạn không phải Trung Quốc đâu. Delicious. Giờ chơi cái bằng heo. Mẹ lên nhảy đã không? Nó nhảy nhẹ đứng đây nè. Đứng đây ngó ra ngoài nhảy thì nhảy á. Nhảy một chân được không? Thôi. Sao ạ? Tập rồi đã. Em nhảy thử còn một chân coi. Chú cũng nhảy giờ coi nè, hồi đó cũng nhảy dữ lắm luôn á. Vậy sao có đi siêu thị không? Bữa nay tính đi siêu thị các bạn. Mà bây giờ chưa có đi. Ô mày cứ tiêu tiền cho mình đi mua đồ hả? Cho đồ ăn con hả? Ăn gì rồi con? Mì ăn với gì đâu mà lỡ nó nghe ra mì với cái gì. Đây đây nè, đang ngồi khui đồ giúp nè. Con. Và video bây giờ hôm nay thì Lô sẽ khui cái bình đồ này. Thật ra thì cái bình đồ này là cái gì trong đây mình không nhớ nữa. Tại đặt xong rồi quên mất tiêu luôn. Xong rồi mới giao ngày hôm qua. Và bây giờ mình muốn mở ra để khám phá ở bên trong nó có cái gì ha. Để các bạn cùng xem. Hả? Thôi Út có đèn đồ này quay gì nữa, con ra làm sao nè, con ra đây nè. Đó rồi, đứng con mở gì mất luôn nha, biết mở không? Thôi bây giờ mới ba nước nhẹp rồi, mở coi cái ba nước nhẹp đá hai trúng Út này nha, Út quýnh này nha. Rồi mở ra coi. Cái này là cái đồ gì đây ta? Rồi. Đúng rồi, trong đây có cái gì? Cái này là áo. Rồi bắt đầu mở ra nha. Rồi giới thiệu đi chứ, giới thiệu đi, con tên gì? Nó ở đây. Như ý gì Gon, tên Gon ở nhà tên Gon. Còn con tên gì ở đây? Tên Gon hả? Không mấy tuổi rồi. Có mấy tuổi? Có đâu ngại, Út hỏi là mấy tuổi thì nói thôi. Mấy tuổi? 1, 2, 3. Này học lớp mấy? Lớp 1 là 6 tuổi. 6 tuổi sao cao? Hả? 6 tuổi cao đâu cao, nhỏ xíu à, phải tập thể dục thêm. Nói là tập giống 2 vậy đó. Đó, mới cao à. Con mỗi giờ nhảy dây được chưa? Nhảy được 3 cái à. Nhưng mà rồi. Ở nhà nội cái dây của mẹ hắn dễ nhảy như đi con hải vậy. Rồi quay trở lại cái đồ nha các bạn. Thì cái đồ này á, thì bây giờ mình đã nhớ ra là cái này là cái gì rồi. Đây là áo thun. Hình như là 5 cái áo thun. Giá là 25.000. Là nó bán nguyên một set, một combo là 5 cái 65.000. Ồ 250. Thì bây giờ mình sẽ mở ra các bạn cùng xem nha. Để không biết là cái vải nó như thế nào. Rồi, mở cái đầu tiên.
đây chất vải đây các bạn. Chất vải thì chất vải nó hơi mỏng rồi các bạn ơi, nó hơi mỏng mà mình nghĩ là cái đồ này nó sẽ ra màu. Đây cái gì đó. Nè cái gì? Liệu. Đúng. Đúng gì? Thôi. 5 cái, 1 cái một combo 5 cái 250. Không đúng cái gì. Được. Được. Bự cho bá rồi lấy hả? Thì nè, cái này cũng bự nè. Cái này bự cho bá không á? Không. Nó có lấy cho ổng không? Nào lấy dùng da nông dân vô nè. Ý đẹp ta, bằng thành cái đầm á. Nó được á, nè, còn cái này nè. Còn đây. Được, cái nhé. Giờ 5 cái nè, lấy luôn đi. Chi lại. Còn có gì tôi đặt lại cái khác. Nè. Sao không cho lấy không? Cái này gì nè? Cái này ra mình mặc thành cái đầm cũng ok đó nha. Rồi ok. Mày lấy màu gì với màu gì đâu? Giờ nó cái nói chung là tại vì có 50 ngàn một cái thì các bạn thì nói chung là ok ha. Cũng ok. Báo về đi đọc. Thôi thôi dơ. Cái đó người ta gói bông đó. Và áo dài. Áo là áo dài. Cái năm nè. Áo gì vậy? Áo giống áo trai với áo giống con bên nè. Nè. Áo bên nhưng mà nó mặc. Nhưng mà nó phải là áo cũ cũ. mình muốn như là cho các bạn xem cái đồ mình
đặt trên mạng như thế nào và bữa đặt mà. Nói chung là mình nhớ là mình có đặt nhưng mà không nhớ là đặt cái gì, xong rồi người ta bắt đầu là như là giao lại thì bắt đầu mình mới bây giờ mình muốn là một cái gì đó bất ngờ là mở ra coi đó là cái gì đó, thì nhưng mà khi mình mở ra thì mình đã nhớ cái đó là cái gì rồi. Ok, thì nói chung là 50 ngàn một cái thì kết quả về thì nó nói chung là ok hết các bạn. Ok rồi, chào tạm biệt các bạn nha, nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lulu Live Vlog và nhớ xem những cái video tiếp theo nha. Ok, chào tạm biệt các bạn, ở cho đi với coi.